Hiện tại thì là ông là lên trên xá là vẫn chưa về các bác ạ. Tranh thủ là mấy em thợ đang làm để cho được xế. À đây là ngâm một chút măng này các bác này. À, hôm nay thì cho được xế ở đây là nguyên một ngày luôn để mà ghi hình cho các bác là cùng biết về cái thời tiết mà hiện tại anh em đang gặp phải là một cái điều là trở ngại rất là lớn của bác ạ. Anh em thợ là xay xong ấy thì anh em thợ cũng có dùng những cái tấm xi này, những cái tấm bạt này để mà che lại những cái chỗ mà vừa mới xay xong. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu và để cập nhật cái tiến độ mà anh em thợ làm tới đâu rồi cho tất cả các bác anh chị ở trên kênh là cùng biết. Ngay ở trước mặt các bác là ngôi nhà của hai ông cháu, hiện tại thì đã là lên một cái bức tường cũng như là lên một cái khung hình cũng khá là cao rồi. Tường thì là ở phía bây giờ hiện tại là mấy anh em thợ đang đi vào thì không thể mà đứng ở dưới đất để mà xây nữa đấy, phải là lên trên giàn giáo rồi. Ở video trước thì các bác cũng đã nhìn thấy rằng là mấy anh em thợ đã mắc cây là lên giàn giáo rồi. Hôm nay thì cháu được cái tiếp tục đi xuống cập nhật cái tiến độ cho các bác cô chú anh chị là cùng biết. Hôm nay thì mấy anh em thợ vẫn chưa có bổ sung là thêm ai cả cô bác ạ. Vẫn là vợ chồng của anh Phong với lại thêm là vợ chồng của chú Toán thôi. Và sáng nay thì cháu Lực có đi xuống nhà của hai ông cháu. Thì Mạnh thì hiện tại là đang đi học, còn ông thì hiện tại là đang lên trên xá để mà xin một số giấy tờ để mà nhập học cho Mạnh. Ngày buổi thời tiết của ngày hôm nay thì là không nắng thì cũng không mưa cô bác ạ. Mưa thì là cũng không có dám chắc được, còn nắng thì chắc là không thể nắng được rồi. Nhìn thấy là sương mù bao quanh trên này khá là nhiều, mây đen thì kéo đến rất là nhiều rồi. Em mong rằng là thời tiết mát như thế này để cho mấy anh em thợ là cũng đỡ vất vả hơn một chút. Đấy, còn là bây giờ thì chỗ Đức sẽ đi vào và cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì sẽ làm được cái gì thì một tí nữa chỗ Đức sẽ để cho mấy anh em thợ cập nhật cái tiến độ và cũng như là công việc của mấy anh em thợ hôm nay là làm những công việc gì cho tất cả các bác và cùng biết. Đấy, nhưng mà công việc của mấy anh em đội thợ thì thời gian này thì cũng chỉ là lên phần thô thôi các bác ạ. Đấy, cũng chưa thể mà đi vào và hoàn thiện thêm những cái gì cả. Rồi, các chị thì là không có xây được nhưng mà các chị là công việc là phụ cô bác ạ, là những công việc của các cô các chị là lấy vữa này, xong thì là bưng bê gạch cho mấy anh em thợ là trên cao là xây. Hôm nay thì là ngày hôm nay thì làm hết bao nhiêu bao xi rồi chị? Một bao là từ sáng giờ là một bao à? Mấy anh em thợ thì hôm nay là cho lực cũng xuống sớm cho nên là cũng mới bắt đầu là làm thôi. Để thước ở trên này là cho nó thẳng hơn à anh Phong? Em chào anh Phong nhá. Anh gửi một lời chào tới các bác rồi. Chào các ông bà, chào cô chú anh chị. Anh Phong ngày trước là chắc có di dân quân hay sao ấy nhỉ? Vẫn là thấy cái quả những cái quả quần mà đi tập dân quân. Ông thì lên trên xá lâu rồi anh? Ông đi lâu rồi. Tiếng hả? Thế từ sáng sớm là mấy anh thợ là mấy anh là ra đây là ông đã đi rồi à? Cái công việc của em gửi cho anh một cái mic. Cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là sẽ đi vào là hoàn thiện cái gì anh? Đây thì lên giáo xây lên tối. Là vẫn tiếp tục là công việc là xây gạch lên thôi đúng không anh? Đúng rồi. Mày chắc độ tầm mà nếu mà thời tiết mà cứ ủng hộ là không mưa đấy không bác?
và chế độ tầm đâu đâu đó là một tuần nữa sẽ hoàn thiện là cái phần thô của ngôi nhà hai ông cháu là hết. Nhưng mà nếu mà thời tiết mà không ủng hộ thì cũng không biết nói như thế nào nữa. Năm nay thì có vẻ như là thời tiết năm nay thì mưa nhiều hơn so với lại mọi năm khác. Thời tiết của năm nay thì theo anh so với lại mấy năm khác thì là mưa nhiều hay mưa ít anh? Mưa nhiều hơn. Mưa nhiều. Với lại là thiên tai là nhiều hơn nhỉ anh nhỉ? Thiên tai thì nhiều hơn so với mọi năm. Như mấy năm trước thì là nếu mà đến mùa mưa như thế này thì có anh thì ở trên mình thì đã có ngôi nhà nào mà di rời như là ngôi nhà của anh chưa? Đấy, không có đâu. Năm nay thì di rời rất là nhiều luôn. Năm nay thì là đối với lại vợ chồng của anh Phòng thì cũng thiệt hại là rất là nhiều tài sản của bác ạ. Châu bò lợn gà này. Bây giờ thì là phải là di rời gấp nhà, không có dám ở ra phía bên kia nữa. Đấy, bây giờ nếu mà tiếp tục là hai vợ chồng ở ra kia thì nếu mà có những trận mưa lớn là có thể là lấp hết cả ngôi nhà luôn, có khi là còn chạy không kịp luôn nữa. Tối hôm qua thì anh lên giàn giáo này xong thì mấy giờ là anh với lại chú Phòng, chú Toán thì mới nghỉ anh? Hôm qua lên giàn giáo xong thì 8 giờ kém rồi. 8 giờ rồi á? Đấy, hiện tại những cái đường dây điện này của bác này thì là vẫn còn dùng là ké nhà của Quyết thôi. Đấy, nhưng mà cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy là biết, hai chị Thúy là cũng suy nghĩ sâu xa cho nên là bảo là đằng nào thì mấy đứa làm nhà xong thì hai ông cháu cũng không có điện để mà dùng, cho nên là hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho được thêm là một cái khoản để mà hỗ trợ cho ông với lại Mạnh là kéo đường điện về. Giàn giáo thì hai ba người lên được không anh? Được, thoải mái em. Thoải mái đúng không? Giàn giáo thì là mấy anh với lại chú thì cũng làm từ bảng cái tre thôi, cho nên là cái độ an toàn để mà giàn giáo bằng cái tre thì chắc chắn là sẽ không có bằng những cái giàn giáo bằng sắt cả. Đấy, ở đây thì hầu như là những công trình nào ấy thì đều đi thì các anh cũng đều là dùng bằng cái cây tre để mà làm giàn giáo thôi. Cây tre này thì cũng xin được là nhà anh Phòng thôi. Mỗi lần điệu thì được bao nhiêu viên hả chị? Chắc tầm mười mấy thôi. Tầm mười mấy viên nữa. Một ngày thì điệu được tầm độ 100 chuyến không? Chắc là được 100 chuyến á. Mỏi hết vai chị nhỉ, đêm về ấy. Cái ngày đầu mà chị điệu gạch như thế này thì sáng hôm sau ngủ dậy thì cảm giác như là người mình như thế nào chị? Đấy là vừa bị đánh à? Nhưng mà mấy hôm nay đi làm nhiều thì quen rồi thì không sao nữa rồi. Vâng. Sao là nó cảm giác như thấy đau lưng tí đâu. Vâng. Giang thì hôm nay lại theo mẹ à Giang? Vâng. Thế Giang gửi một lời chào tới các ông các bà nào? Con chào các ông bà. Rồi Giang thì là chưa đi học bác ạ. Bé Mạnh thì năm nay là nhập học năm đầu tiên cho nên là phải đi sớm hơn. Nếu mà sau này đi học là Giang có cùng trường với lại Mạnh không? Có. Có à? Mắt này sao đỏ đỏ đấy, vì làm sao đấy? Mắt của Giang thì vì làm sao đấy chú Toán? Thế hôm qua là đi nhà bà là nghỉ cái gì? Hôm qua cùng mẹ đi à? Vâng. Như kiểu sắp bị lẹo hay sao ấy Giang ấy nhỉ? Thấy đỏ đỏ. Không biết là hôm qua là chơi là nghịch cái gì đây. Ra phía bên của chú Toán thì xem là với cái tốc độ của chú thì liệu tầm bao nhiêu ngày nữa thì sẽ hoàn thiện là nhà hai ông cháu.
Đấy, bây giờ thì những cái phần này các bác đi vào phần thô thì nó sẽ nhanh hơn đấy, nhưng mà khi mà đi vào phần hoàn thiện thì nó sẽ chậm hơn. Sau này còn ở trước mặt là còn kể thêm là những cái chi tiết để mà giúp cho ngôi nhà là nổi bật hơn một chút. Tôi chào chú Toán nha, tâm sự với lại chú một tí nha. Đấy, dàn giáo của các chú làm thì tận dụng lại những cái tấm ván gỗ hôm nọ mà khi mà xẻ các bác, khi mà xẻ để mà làm cái phần là cốt pha đấy. Những cái tấm ván này thì là sau khi mà dùng xong thì sau này vẫn tận dụng lại để mà làm thêm là cái khác được các bác nhé. Cho thấy là tay của chú là trước là bị gặp tai nạn gì chú Toán? Trước á? Vâng. Trước bị dao kẹp. Dao kẹp à? Vâng. Nhưng mà cái dao là dao thái cỏ kia hả chú? Vâng. Hầu như là trên bản đó các bác ạ, nếu như mà nhìn thấy là cô chú nào mà bị đứt tay đấy, thường thường là khi mà làm công việc ở nhà là thái cỏ đấy, là không may là cắt phải chúng. Được bao nhiêu năm rồi chú? Từ bé rồi, được hơn 20 năm rồi. Thế là hơn 20 mấy năm rồi à? Được bé như Mạnh à? À, bằng tuổi Mạnh của nhà chú á? Không, hơn hình như cái Giang này. À, là tầm tôi bằng tuổi Giang này là chú đã làm công việc là thái cỏ rồi à? Chú với lại anh Phòng thì là mỗi người một góc chú nhỉ? Vâng. Kiểu không, mình không xây được cao ấy, gạch ướt quá mình vâng. Cùng làm thì nó cái kiểu nó ướt quá, nó mình lên cao luôn nó không cao hẳn được. Vâng. Đây là mình cứ xây một vòng là bo tròn xong lại tiếp tục là mấy lại lên đúng không chú? À, cứ bắt hết góc xong mới lên. À, bây giờ là khi mà lên tường là góc là mình phải hoàn thiện cái phần góc trước hả chú? Vâng. Mình chỉnh đo phần góc mình xay lên xong rồi. Vâng. Mình xay đến giữa. Vâng. Hai đợt. Hai giữa là xay sau. Mình bắt bốn góc cho nó chuẩn. Đây này, mấy đứa mà trong khi mà các chú với anh làm thì là trong quá trình mà làm, nếu mà thiếu vật liệu gì thì bảo với cháu độ là tầm 2-3 ngày chú nhá. Vâng. Để cho kịp là bổ sung vào. Tại vì là nếu mà bây giờ chú bảo cháu gấp quá thì lại lại khi mà vật liệu đó về đến là không kịp, các chú lại nghỉ ấy. Ra phần phía bên hông bên này này có bác này, hông bên này thì là hiện tại là vẫn còn là hơi hẹp một chút của bác. Sau này thì sẽ sau khi mà hoàn thiện là cái phần phần thô của nhà ấy, thì sẽ đi vào và sửa thêm những cái phía bên này thêm là một chút. Cái này thì đến cái mùa mà có nước nhiều đâu các bác ạ, ở đây là cũng có nước mà nó bị dò ra. Cái nguồn nước này là không phải nguồn nước sạch đâu chú Toán nhỉ? Cái nguồn này? Vâng. Nước ruộng. Nước ruộng à? Đây là do là nó bị dò từ trên đồng ruộng này xuống đúng không bác? Nếu mà chỗ này là nước sạch thì có thể là khoét chỗ này xong là đào một cái giếng nhỏ đây này. Một cái bể nhỏ ở đây. Trước không có đâu mà.
Ngày xưa đường lên đây không còn nước mép ở đây đâu, nó chỉ ở tít dưới này cơ. Nhưng mà sau khi mình đào cái nền nhà này xong rồi nó mới có hay sao chú nhỉ? Vâng, cái này hôm trước là họ làm ruộng bên kia nó không đào đến là tận trên này. À. Bây giờ họ nó làm xói mòn về gần đây thì mới có. Mấy ngày nó ruộng lên rồi nó tháo nước ruộng đi lại không có nước đâu. Khô đét. Là cái này là chứng tỏ là nó bị giò thôi nhỉ? Chỉ có mùa này thôi. Cái mùa này thì đang là mùa là có nước nhiều chú nhỉ, mùa này. Hiện tại thì là ông là lên trên xá là vẫn chưa về các bác ạ. À. Tranh thủ là mấy em thợ đang làm để cho được xế. À đây là ngâm một chút măng này các bác này. Đấy, mùa cái đợt mà trước mà có măng đấy các bác thì cháu lực cũng có thu hoạch lại được của bà con là một chút và phơi khô lên. Thì mỗi lần nếu mà các bác là đem về ấy, các bác là phơi khô lên xong là các bác lúc mà các bác nấu ấy, các bác chuẩn bị là ngâm nước này. Ở đây thì là một túi này thì sẽ gồm là 5 lạng đó các bác. Nếu mà các bác mua từ 2 túi trở lên, từ 1 cân ấy, thì cháu lực sẽ gửi tặng cho các bác là thêm là một lọ chẩm chéo hay là một chút hạt dổi nữa. Cái này thì một tí nó sẽ để là nấu với lại măng, ngâm ở đây cho nó nở ra đó các bác ạ. À để cái này thì cái măng này thì để một tí nấu với lại là xương là chân giò. Sáng nay thì cũng có người mổ lợn ấy, cho nên là cháu lực lấy chân giò xuống, mua cái chân giò xuống một tí nữa là nấu ăn cùng với lại mấy anh em thợ. Nhà ông thì toàn chơi là đồ đóng đao thôi. Cứ chặt một lần xong lại phải kéo một lần. Cái xương này thì dùng dao nhỏ thì cũng chặt chả được đâu các bác, phải dùng vào sau sáo to này thì mới chặt được. Thank you.
Ông thì cũng vừa lên trên xá về rồi các bác ạ. Ông xin được giấy chưa? À. Ê, ông ở chỗ đào đáo này đi. Hôm nay này nhà ông là không có cái nồi không có cái nồi nhỏ các bác, cho nên là chỗ được phải nấu bằng cái nồi khá là to. Cái giấy này là giấy tờ không? À, giấy này là giấy tờ gì đâu? Vâng, thế nộp được chưa ông? Hôm nay 10 giờ họ họp ban lấy được thì không gặp cô giáo. À, thế thì ông, thế thì ông gửi một lời chào tới các bác nào? Cà phê ăn các khỉ á. Đấy, và đeo cho ông một tí. Bây giờ ông lấy cá ra kia để mà rửa ông nhá. Xong rồi xé nhỏ ra, nấu nấu canh nhá. Rồi hôm nay thì sẽ có món chân giò các bác nhá. Chân giò nấu với măng. Nó được nấu bằng cái nồi to này luôn. À, hiện tại thì là ra phía bên kia thì trời mưa khá là nhiều. Nào mày ở đây nào. Mày lấy mic ở chỗ ông ở đây mày. Ông mic cho gì em này ạ? Đấy, bây giờ Thịnh đổ nước vào cho chú nhá. Đấy, đổ vào. Đổ hết đi, đấy. Cứ đổ hết vào cho chú nhá. Xong rồi, Thịnh là đây xem lửa chú nhá. Cho hết cả siêu vào đi. Hôm nay thì cháu Lực cũng có mua thêm là cho mấy em thợ là một chút thức ăn các bác ạ. Sẽ gồm là cá móng, lại là chân giò ra. Đấy, như thế là được rồi không ạ? Cái nồi này có nắp đúng không? Không có. Không có nắp á? Đấy, bây giờ thì Thịnh là đây là xem hộ lửa chú nhá. Đấy, có vẻ như là ra phía bên này là thời tiết bắt đầu là mưa phùn một chút rồi cô bác ạ. Mạnh không biết là đi học về xong rồi tìm cái gì ở kia đây. Tìm cái gì đây Mạnh ơi? Mấy anh em thợ là trời mưa phùn cô bác ạ. Thành ra là mấy anh em thợ là vẫn không nghỉ là cố gắng để mà hoàn thiện thêm một chút cả. Ở đây thì hiện tại là không phải mưa to đâu cô bác, cho nên là mấy anh em thợ là không thể mà nghỉ được. Đấy, mưa một lúc thôi là thấy là rất là nhiều. Mưa này là chuẩn bị nghỉ chứ chú. Nhưng mà cơm là vừa mới nấu canh thôi. Hôm nay thì cháu Lực sẽ ở đây là nguyên một ngày luôn để mà ghi hình cho các bác là cùng biết về cái thời tiết mà hiện tại anh em đang gặp phải là một cái điều là trở ngại rất là lớn của bác ạ. Ở đây thì là buổi sáng hôm nay thì mấy anh thợ của bác thì sẽ là công việc là xây góc trước. Đây là để xem nó thẳng chưa anh. Ôi vừa rồi mưa về phun phun về nhiều, bây giờ lại bắt đầu tạnh tạnh hơn một chút rồi. Con chúc các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, thế hôm nay Mạnh đi học thì đi học như thế nào có biết không? Biết. Thế đi học có vui không? Vui. Vui à? Thế sáng nay là ai đưa đi? Chú. Chú nào đưa đi? Lực. Lực à? Buổi chiều thì là cháu Lực có xuống nhà của hai ông cháu là từ khá là sớm đúng không bác? Lúc mà cháu Lực đưa Mạnh đi học là xong là cháu Lực đi xuống rồi. Cho nên là lúc buổi chiều là ông có đi lên trên làm một chút giấy tờ để mà cho Mạnh nữa, vì mấy nữa Mạnh mới được là ngủ lại trong trường, cho nên là cùng ông để mà
về nhà luôn cô bác ạ. Thế thì Mạnh có biết nấu cơm không? Không. Không à, thế thì Mạnh là ở đây đợi chú trong tí, chú nấu cơm nhá. Rồi. Cái nồi chân giò thì cũng đã sôi rồi cô bác ạ. Bây giờ Mạnh lấy cái kia đổ vào đây cho chú. Hay là Giang? Hả? Đi Giang đi, Giang lớn hơn. Giang lấy đấy, lấy cái đấy. Đấy, đổ vào. Đó. Rồi. Đấy. Cái đấy là cái gì? Măng à? À, cũng biết là măng à. Đấy, cái này thì nấu với lại cái chân giò nấu với lại măng thì quá là tuyệt vời quá ạ. Thêm một tí nước nữa. Xong là bây giờ là Giang ở đây là xem củi cho chú nhá. Rồi. Ta cho Lức sẽ đi rửa thêm là cá mắm nữa. Đây cá mắm này thì là ăn với cơm thì rất là hợp lý cô bác ạ. Sôi rồi ông ơi, cháu đang đổ thêm bây giờ đun. Đây. Không. À đúng. Ông để đâu xong rồi đừng để cho chó ấy nhá. Xong rồi ông nấu cơm nhá. Cho ông nấu bằng nồi cơm nồi gang của bác ạ. Trời thì vừa rồi mưa phùn khá là nhiều nhưng mà đến bây giờ thì gần tạnh hơn rồi các bác ạ. Đấy, sau khi mà độ thêm tầm độ 2-3 ngày nữa thì là mấy anh em thợ là có thể là thu hồi được rồi các bác. Ở phần dưới chân thì mấy anh em thợ là đều là lấy cái tấm bạt để mà hứng lại cái phần vứa khi mà nó bị rơi các bác nhá. Thời tiết lúc nắng lúc mưa như thế này thì phải nói là rất là khó chịu các bác ạ, rất là oi. Em mong rằng là thời tiết mà nó nắng để mà ủng hộ cho cháu Lực cùng với lại mấy anh em nội thợ để cho hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu là nhanh hơn một chút nữa. Đấy, bây giờ thì không phải là do là người làm chậm nữa các bác mà là bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết. Gạch thì là điệu ra đây mà chưa có dùng đến thì dùng cái tấm bạt này để mà che lại để tránh trường hợp là bạt nó ngấm nước, cái gạch nó ngấm nước nhiều quá nên ra là khi mà xay lên thì mấy anh em thợ bảo là xay là khó hơn. Sáng nay thì liệu là có xong thêm góc này không hả chú? Chắc xong. Cố gắng để xong thì mới ăn cơm nhỉ. Vừa vâng lên cao quá thì lại sợ tường nó bị đổ chú Toán nè. Nếu mà nắng như vừa rồi là cứ xay lên mà là nó hút hàng sau nó lại hút hết rồi là nó nhanh khô hơn đấy chú nhỉ. Xay độ tầm là về 4 hôm dưới đây là về tầm 4 hôm về trước rồi các bác này. Đến bây giờ thì bắt đầu là thấy là những cái mạch vữa của nó này bắt đầu là trắng xoa xóa này thì nó mới bắt đầu là khô cứng nét. Đợi nó trắng thêm hoàn toàn nữa thì là lúc đấy là làm chắc hẳn rồi.
Thời tiết là bây giờ lại tạnh hẳn rồi. Tại nhà của hai ông cháu nên thì là ở dưới phần thấp hơn các bác. Đấy, cho nên là khi mà nắng mưa như này, các bác nhìn thấy là ở trên kia là sương mù gọi là vây kín hết rồi nha các bác nhá. Ở đoạn trên kia là đi thêm một đoạn nữa là đường ô tô đi lại ở trên kia đấy các bác. Bây giờ thì sẽ để cho mấy anh em đội thợ sẽ tiếp tục là làm rồi được xé ra bên kia để cùng ông là nấu cơm. Phần đằng sau này thì bây giờ là đi lại nhiều quá đấy các bác, thành ra là càng ngày càng bị sạt thêm. Mạnh để là cho ở đây để mà cùng với lại thêm là con của chú Toán là xem củi. Ôi nhiều khói đấy nhờ. Thế đi học được một tuần thì học được cái gì chưa hả Mạnh? Hả? Nào ngừng mặt đi chưa nào. Đi học được một tuần thì học được cái gì chưa? Cô giáo dạy hát không? Hả? Không dạy hát á? Thưa các bác, hiện tại thì ở phía bên ngoài thì là khá là mưa rồi. Buổi sáng hôm nay thì có vẻ như là thời tiết mưa nhiều hơn hôm qua. Đấy, sau khi mà mấy anh em thợ là hoàn thiện các bác nhé. Anh em thợ là xay xong ấy, thì mấy anh em thợ cũng có dùng những cái tấm xi, những cái tấm bạt này để mà che lại những cái chỗ mà vừa mới xay xong, tránh trường hợp là mưa xuống nhiều quá nó bị ảnh hưởng tới chất lượng của phần xi. Sợ rằng là mai sau này nó không chắc. Đấy, hiện tại thì mấy anh em thợ cũng đã nghỉ hết rồi và ra bên này là cùng nhau nấu cơm để mà ăn cơm. Bữa cơm hôm nay thì cũng là bữa cơm mà đầu tiên là ngồi ăn cơm với lại là mấy anh em thợ. Món cá mắm này là một cái món mà phải nói là ăn rất là tốn cơm các bác ạ. Món này cá mắm này mà có thêm tí xả vào riêng để xào cùng với chú nhở, ăn tốn cơm lắm. Nếu mà rán được từng con ấy, rán khô xong rồi chặt xong rồi có dưa chua cái loại làm khô ấy, vâng, lại luộc vào. Nhưng mà lúc nóng ngon nó nguội không ăn được. Bây giờ là tầm mấy giờ rồi anh Phong? 1 giờ kém rồi à? 12 giờ rưỡi à? Phải nói là cái bếp củi thì cái khói của nó rất là độc các bác ạ. Vào mắt một tí thôi nó chảy hết cả nước mắt rồi. Vậy ở đây là tôi dùng lại cái nước canh các bác để mà nấu thêm một chút miến rong nữa. Chắc phải đổ thêm tí nước canh vào mà. Ôi chị. À không, cái này là vừa rồi này. À nhưng mà ít nước thì một tí, cái này nó hút ghê lắm. Cho thêm tí nước trắng vào nhỉ. Đây này, đằng sau. Đây, thưa các bác, ở bên ngoài thì là trời mưa khá là nhiều bây giờ các bác. Bây giờ thì cũng đến bữa ăn cơm của mấy anh em đội thợ cùng với lại là cháu Lực rồi. Giang ngồi bên này này Giang. Đấy, đi ngồi bên này này.
Đấy, đang ngồi bên đây. Đi ra đằng sau chú. Đây, đây, đi đằng trước đi, khô chỗ đi, đi đi. Đấy, xe gồ một là canh mang với lại chân giò này, thêm là cá mắm nữa, cũng thêm là cái này là miến rong nữa các bác ạ. Đây, bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy anh em đội thợ là ăn cơm các bác nhé. Đây là cũng là bữa đầu tiên mà ngồi ăn cơm với lại mấy anh em đội thợ ở dưới nhà của hai ông cháu của bác. Đây Phong ơi, ăn cơm. Đấy, bát của Giang này đúng không? Nàng mày đi luôn à này. Mời mời chú ăn cơm nhá. Mời chú ăn cơm lại các côn cơ. Chuyện cơ. Mày mang ra mày ăn cơm ạ. Cơm nhá. Anh em ơi. Cơm đi anh. Nãy nãy vừa rồi là bỏ cơm ra đã. Ăn miến rong trước. Xong là tí mới ăn cơm. Xin chào bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nhiễm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, đất vào nước uống hàng ngày. Đun vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Ông thì có lời cho các bác các chị thì xin ra lúc này để mà chỉ uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Hoặc các chị liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị gần nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác, xin cảm ơn. Thank you.